Chào mừng các em đến với bài số 2 môn máy điện 1. Bài số 2 chúng ta sẽ đi vào phần đại cương về máy biến áp. Thì trước tiên chúng ta thử kể tên một số cái loại máy biến áp mà chúng ta gặp hàng ngày. Đầu tiên đây là cục sạc điện thoại, đúng không các em? Thì cục sạc điện thoại nó chính là một cái máy biến áp. Bên trong nó có máy biến áp để biến đổi điện áp từ điện áp xoay chiều 220V về cái mức điện áp khoảng tầm 9V để sạc cho điện thoại. Nó thông qua một cái mạch sạc nữa. Tương tự là cục sạc laptop, nó cũng tương tự như cục sạc điện thoại cấp nguồn cho cái laptop của chúng ta. Cái hình thứ ba này là một cái gọi là cái ổn áp. Ổn áp này nó giúp ổn định cái điện áp cấp cho thiết bị. Nó cũng là một cái máy biến áp. Hình thứ tư này là một cái gọi là cái máy biến áp truyền tải. Nó ở trong cái trạm truyền tải của điện lực. Hình thứ năm này là một cái máy biến áp của điện lực mà gọi là máy biến áp phân phối. Thì nó có tác dụng là hạ điện áp xuống để phân phối cho các cái khu dân cư. Rồi, thì đầu tiên chúng ta đi vào cái khái niệm về máy biến áp. Thì máy biến áp là máy điện tĩnh làm việc theo nguyên lý cảm ứng điện từ, dùng để biến đổi điện áp xoay chiều từ giá trị này sang giá trị khác. Các em lưu ý cái khái niệm ha. Thì nhớ là máy biến áp nó làm việc dựa trên nguyên lý cảm ứng điện từ và dùng để biến đổi điện áp xoay chiều. Lưu ý ở này chúng ta lưu chỉ lưu tâm tới phần điện áp. Tất nhiên là khi biến đổi điện áp thì dòng điện nó cũng sẽ bị thay đổi ha. Nhưng chúng ta nhấn mạnh là biến đổi điện áp, tại vì mình quan tâm tới cái điện áp máy nó chuyển đổi. Mục tiếp theo là công dụng của máy biến áp. Thì cái công dụng đầu tiên và quan trọng nhất của máy biến áp đó là sử dụng trong truyền tải. Thì cái hệ thống điện lực, người ta muốn giảm tổn thất điện năng thì người ta phải tăng điện áp lên. Điện áp tăng lên N lần thì tổn hao trên đường dây sẽ giảm đi N bình phương lần, giảm mũ 2 so với cái điện áp. Nếu ta tăng điện áp lên 10 lần thì tổn hao sẽ giảm đi 100 lần. Tương tự, tăng điện áp càng cao thì tổn hao sẽ càng giảm đi. Thì sơ đồ bên phải này là một cái sơ đồ truyền tải của điện lực. Thì số 1 này là power plant, là nhà máy phát điện. Thì từ nhà máy phát điện nó sẽ đi qua một cái trạm biến áp, nó gọi là step up transformer. Nó là gọi là cái máy biến áp tăng áp. Từ nhà máy phát điện nó sẽ tăng điện áp lên cao ha. Sau đó nó được truyền qua các cái trụ điện để nó đi tới cái trạm biến áp tiếp theo, nó gọi là transmission station. Thì đó là gọi là trạm biến áp truyền tải. Trạm này có chức năng là tăng điện áp lên thêm một cấp nữa để đạt tới cái mức điện áp truyền tải từ 110 kV, 220 kV hoặc là 500 kV, tùy vào cái đường dây truyền tải. Rồi sau khi qua trạm biến áp truyền tải thì dòng điện nó sẽ được đi trên cái đường dây truyền tải này. Thì đường dây truyền tải này cái khoảng cách rất là xa ha, có thể hàng trăm tới hàng ngàn cây số. Rồi sau khi nó đi hết cái đường dây truyền tải thì nó sẽ tới các cái trạm gọi là distribution station, nó gọi là trạm phân phối. Thì các trạm phân phối này nó sẽ hạ điện áp xuống, hạ xuống từ ví dụ như từ 500 kV hoặc 110 kV, nó hạ xuống còn khoảng 20 kV thì hả. Rồi sau đó nó tiếp tục đưa qua các cái trạm điện áp khác để hạ điện áp xuống tới cái mức điện áp để cung cấp cho các cái hộ tiêu thụ. Đó là số 5, các cái hộ tiêu thụ. Thì đó là cái chức năng đầu tiên của máy biến áp, sử dụng trong truyền tải.
giúp giảm tổn hao truyền tải điện năng. Một cái công dụng thứ hai của máy biến áp đó là biến đổi ra các cấp điện áp khác nhau phù hợp với các thiết bị điện và điện tử. Ví dụ ở đây ta có nguồn điện 220V và ta cần cấp điện cho các cái thiết bị khác nhau, ứng với các cái mức điện áp khác nhau, thì ta sẽ dùng cái máy biến áp để chuyển đổi điện áp phù hợp cho các thiết bị. Đó là công dụng thứ hai của máy biến áp. Một cái công dụng nữa của máy biến áp đó là sử dụng trong các cái lò nung điện hoặc là sử dụng hàn điện, thì nó sẽ giúp tạo ra các dòng điện lớn để nung chảy kim loại, phục vụ trong các cái lò luyện kim hoặc là để hàn điện. Một công dụng nữa của máy biến áp đó là dùng trong đo lường. Thì đối với các cái hệ thống có điện áp và dòng điện lớn ha, thì các thiết bị đo lường mình nó sẽ không thể nào đo trực tiếp được mà phải thông qua các cái máy biến áp đo lường, hoặc là các cái biến áp, nó sẽ biến đổi điện áp và dòng điện về cái giá trị phù hợp cho các thiết bị đo. Tiếp theo thầy sẽ giới thiệu tới các em một số hình ảnh về các cái máy biến áp trong thực tế. Ở đây là trạm biến áp kiểu treo, nó được đặt ở trên các cái trụ điện. Các em có thể thấy khi đi ngoài đường đó. Đây là một số hình ảnh các cái máy biến áp điện lực. Đây là hình ảnh một số cái trạm biến áp gọi là trạm truyền tải. Trạm thứ nhất là trạm 220 kV ở Quảng Ngãi. Trạm dưới này là trạm 500 kV ở Đà Nẵng. Trạm 110 kV. Đây là một số hình ảnh các cái máy biến áp ở trên thế giới nha. Mà em thấy kích thước có thể rất là lớn ha. Quá trình vận chuyển phải sử dụng các cái xe cẩu hoặc là các cái tàu lớn để chở. Đây là hình ảnh đường dây truyền tải điện ha. Đường dây truyền tải điện của điện lực. Thì điện áp trên các đường dây này từ khoảng 200 kV có thể là 500 kV, nó phải thông qua các máy biến áp để nâng hạ điện áp đưa vào đưa ra đường dây. Đây là một số cái biến áp của điện lực sử dụng để đo lường điện áp trên các đường dây. Đây là một số các cái biến dòng dùng để đo dòng điện trên đường dây. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đi vào phần cấu tạo của máy biến áp. Thì cấu tạo của máy biến áp gồm có 3 phần chính. Thứ nhất là lõi thép, thứ hai là dây quấn và thứ ba là vỏ máy. Đây là sơ đồ nguyên lý của một cái máy biến áp một pha. Thì đầu tiên là cuộn dây sơ cấp, rồi lõi thép và cuộn dây quấn thứ cấp. Thì như chúng ta đã biết, máy điện, cái khái niệm máy điện là một hệ thống gồm mạch điện và mạch từ liên hệ với nhau. Thì cụ thể ở đây máy biến áp này, nó gồm có một cái mạch điện phía sơ cấp. Phía sơ cấp là một cái mạch điện ha. Lõi thép là một cái mạch từ và bên phải này là cuộn dây quấn thứ cấp nối với cái phụ tải, thì nó là một cái mạch điện kín. Thì hệ thống gồm có hai cái mạch điện sơ cấp, mạch điện thứ cấp đã được liên kết với nhau thông qua một cái mạch từ là cái lõi thép ở giữa. Thì nó là một hệ gồm mạch điện và mạch từ liên hệ với nhau. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào cấu tạo của cái lõi thép. Thì lõi thép của máy biến áp được dùng để dẫn từ thông và được chế tạo bằng các cái vật liệu dẫn từ tốt. Thông thường thì vật liệu dẫn từ tốt đó là thép kỹ thuật điện. Thì thép kỹ thuật điện là thép có pha thêm silicon
tỷ lệ từ 2 cho tới 5%, và các cái thép kỹ thuật điện này sẽ được gia công thành các cái lá thép có bề dày từ 0,3 cho tới 1 mm, và các lá thép này sẽ được sơn một lớp cách điện rồi sau đó ghép lại với nhau thành loại thép này như hình ở bên dưới ha. Thì các cái lá thép nó sẽ được sơn cách điện và ghép lại với nhau thì nó giúp mà việc sơn cách điện nó sẽ giúp ngăn chặn dòng điện gọi là dòng điện xoáy chạy trong loại sắt. Thì đây là hình ảnh của một số cái loại thép chế tạo máy biến áp. Đây là máy biến áp công suất rất là lớn. Đây là hình ảnh cái loại thép được bó lại từ các cái lá thép kỹ thuật điện. Loại thép thì nó gồm có hai phần là trụ và gông. Trụ là cái phần loại thép mà trên đó có quấn dây quấn, các cái cuộn dây quấn quấn lên trên đó. Gông là cái phần còn lại của loại thép. Thì trụ và gông nó ghép tạo thành một cái mạch kín ra từ thông chạy trong đó. Phần thứ hai của máy biến áp đó là dây quấn. Thì dây quấn có nhiệm vụ là nhận năng lượng vào và truyền năng lượng ra. Nhận năng lượng vào ở cuộn sơ cấp và truyền năng lượng ra ở cuộn thứ cấp. Thì dây quấn biến áp thường được làm bằng dây đồng hoặc là dây nhôm. Và bên ngoài cái lớp dây quấn, cái dây quấn nó sẽ có một lớp bọc cách điện. Lớp cách điện này tương đối là mỏng thôi. Và dây quấn nó sẽ được quấn thành các cái cuộn dây và lồng vào trong cái loại thép. Thì giữa các vòng dây quấn nó sẽ cách điện với nhau, đồng thời là cách điện với loại thép. Đây là hình ảnh một số cái cấu tạo dây quấn bên trong của máy biến áp. Đây là các cái cuộn dây quấn của máy biến áp. Người ta quấn thành các cái cuộn và nó sẽ được lồng vào trong các cái loại thép. Đây, hình ảnh các công nhân đang quấn dây. Cái cuộn dây quấn rất là lớn. Cái phần thứ ba của máy biến áp đó là vỏ máy. Thì vỏ máy có nhiệm vụ là chứa dầu làm mát cho máy và bảo vệ máy biến áp. Thì trên cái vỏ máy nó sẽ có đặt các cái đầu sứ để ra dây quấn, đầu sứ ra dây quấn một phía cao áp và hạ, và có bình giãn dầu. Thì bình giãn dầu này có chức năng là khi mà dầu trong máy nó nở ra thì nó sẽ được đưa vào trong cái bình này. Thì đây là hình ảnh vỏ máy biến áp. Bên trái là hình ảnh của cái vỏ máy không có nắp, cái thùng trống. Bên phải là một cái hình ảnh hoàn chỉnh của một cái máy biến áp. Phần vỏ máy và phía trên là có nắp máy. Phía trên nắp máy thì có bình giãn dầu và các cái đầu sứ để ra các cái cọc tiếp điện áp. Đây là một cái vỏ máy. Hình ảnh một số cái vỏ máy của các máy biến áp công suất lớn. Đây là hình cách của một cái máy biến áp. Thì có một số cái thành phần quan trọng ở trên mà chúng ta cần quan tâm. Thứ nhất là các cái đầu sứ cao áp. Thì các đầu sứ cao áp là các cái đầu sứ mà chiều dài lớn. Ở đây có 4 cái cặp sứ cao áp. Rồi các đầu sứ trung áp thì cái cọc nó sọc sứ nó ngắn hơn, và các cái đầu sứ hạ áp, đầu sứ hạ áp cọc nó ngắn hơn. Rồi ống phòng nổ số 7, thì ống phòng nổ là để đề phòng khi mà dầu trong này nóng lên quá thì nó giãn nở ra, và nếu mà cái bình giãn dầu nó chứa không hết và áp suất tăng cao thì cái ống phòng nổ này nó sẽ nổ và nó bảo vệ cho máy biến áp. Tại vì nếu mà thiết kế kín thì khi dầu giãn nở thì không có chỗ thoát thì nó sẽ nổ luôn cả cái bình máy biến áp này, cái bình giãn dầu số 8.
Phần tiếp theo ta sẽ nói về nguyên lý làm việc của máy biến áp. Thì nguyên lý làm việc của máy biến áp dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ. Và cụ thể là khi ta đặt vào một cái điện áp U1 tần số F vào cuộn dây sơ cấp của máy biến áp, thì trong cuộn dây sơ cấp sẽ có dòng điện xoay chiều I1 tần số F1 chạy trong đó. Và khi có dòng điện chạy trong cuộn dây thì nó sẽ sinh ra cái từ thông biến thiên. Từ thông biến thiên này nó sẽ được lõi thép của máy biến áp dẫn đi. Tại vì dây quấn sơ cấp được quấn lên trên lõi thép nên khi có dòng điện chạy trong dây quấn sơ cấp, nó sẽ sinh ra từ thông biến thiên ở bên trong cái dây quấn sơ cấp. Và cái từ thông này nó sẽ được lõi thép dẫn dẫn móc vòng qua cuộn thứ cấp. Từ thông biến thiên sẽ được dẫn móc vòng qua cuộn thứ cấp. Thì cuộn thứ cấp cũng được quấn trên lõi sắt. Nên khi từ thông biến thiên móc vòng qua cuộn thứ cấp thì nó sẽ sinh ra trên cuộn thứ cấp một sức điện động cảm ứng E2 và điện áp U2 ở ngã ra của cuộn thứ cấp, điện áp U2 ở ngã ra. Và khi ta nối với mặt ngoài, nối với một cái tải này, thì ta sẽ có dòng điện I2 chạy trong mặt. Tiếp theo thầy sẽ giới thiệu một cái video để anh em có thể thấy rõ hơn cái nguyên lý hoạt động của máy biến áp. Thì máy biến áp này gồm có một cuộn sơ cấp, primary là cuộn sơ cấp, secondary là cuộn thứ cấp, ở giữa là lõi sắt. Thì dòng điện xoay chiều, ta thấy dòng điện nó đảo chiều liên tục ha. Dòng điện xoay chiều nó sẽ sinh ra cái từ thông biến thiên xoay chiều luôn ha. Từ thông là cái mũi tên màu đỏ này chạy trong lõi sắt. Và từ thông móc vòng qua cuộn thứ cấp sẽ sinh ra sức nạp cảm ứng và dòng điện cảm ứng ở trên cuộn thứ cấp. Thì đó là nguyên lý của nguyên lý làm việc của máy biến áp. Phần tiếp theo chúng ta sẽ đi vào sơ đồ đấu nối của máy biến áp. Thì đối với máy biến áp một pha thì việc đấu nối hết sức là đơn giản ha. Phía sơ cấp thì ta cấp nguồn vào và phía thứ cấp thì ta lấy điện áp ra cấp cho phụ tải. Tuy nhiên đối với máy biến áp 3 pha thì việc đấu nối nó sẽ phức tạp hơn, có nhiều cách đấu nối. Thì một máy biến áp 3 pha thì nó có thể gồm 3 cái máy biến áp 1 pha ghép lại. Hoặc là có thể chế tạo một cái máy gồm có 3 cuộn dây quấn lên trên một cái lõi sắt 3 pha. Thì đối với máy biến áp 3 pha thì mỗi phía sơ cấp và thứ cấp ta có hai cách đấu. Cuộn dây 3 pha có thể đấu thành hình sao. Hình sao ha. Hình sao có nghĩa là ta đấu chung 3 đầu lại. Và 3 đầu còn lại của 3 cuộn dây thì ta cấp nguồn vào hoặc là lấy điện ra. Cách vẽ thì có thể vẽ theo hai cách, bên trái hoặc bên phải. Cách đấu thứ hai là đấu tam giác. Đấu tam giác thì ta sẽ đấu đầu cuộn dây này sẽ nối với phần cuối của cuộn dây kia. Đầu này nối phần cuối cuộn dây kia và tạo thành một cái vòng kín như thế này. Này, hình đấu hình tam giác. Thì đối với máy biến áp 3 pha nó có tổng cộng là 6 cuộn dây. Mỗi pha có một cuộn dây sơ cấp và cuộn dây thứ cấp. Vậy tổng cộng đối với máy biến áp 3 pha thì thông thường ta sẽ có 4 cách đấu dây. Phía sơ cấp đấu hình tam giác. Phía thứ cấp cũng đấu tam giác. Thì gọi là đấu tam giác tam giác. Tương tự ta có cách đấu tam giác sao, cách đấu sao tam giác và cách đấu sao sao. Thì đây là 4 cách đấu, cách đấu nối cho máy biến áp 3 pha. Sao sao, phía sơ cấp đấu sao, thứ cấp đấu sao, sao tam giác thì sơ cấp đấu sao, thứ cấp đấu tam giác, tam giác tam giác thì phía sơ cấp đấu tam giác, thứ cấp cũng đấu tam giác, và đấu tam giác sao, sơ cấp đấu tam giác, thứ cấp đấu sao.
Thì việc đấu đấu sao thì chúng ta có thể đấu sao có trung tính hoặc là không có trung tính. Ở trên này là đấu không có trung tính, dưới này là đấu có trung tính. Và ký hiệu các đầu dây đối với máy biến áp 3 pha thì thông thường người ta sẽ ký hiệu phía sơ cấp sẽ đánh ký hiệu là AX, BI, CZ, các ký tự in hoa. Và phía thứ cấp thì người ta sẽ đánh cũng là đánh AX, BI, CZ nhưng mà viết viết thường. Phần tiếp theo chúng ta sẽ đi vào các cái đại lượng định mức của máy biến áp. Thì trước tiên định nghĩa khái niệm các đại lượng định mức là đại lượng mà do nhà sản xuất quy định và nó được ghi trên nhãn của máy. Thì đại lượng định mức nhà sản xuất sẽ quy định cho mỗi thiết bị cái đại lượng định mức để nó có thể làm việc lâu dài với các cái giá trị định mức này. Nếu mà chúng ta vận hành các cái thiết bị mà sai cái định mức thì có thể dẫn tới là mau hư hỏng các thiết bị. Thì đại lượng định mức đầu tiên đối với máy biến áp đó là điện áp định mức. Thì điện áp định mức của máy biến áp với máy một pha thì đó là điện áp pha, với máy biến áp 3 pha thì đó là điện áp dây. Thì điện áp và định mức nó có hai cái phần, đó là điện áp định mức sơ cấp và điện áp định mức thứ cấp. Điện áp định mức phía sơ cấp ký hiệu là U1 định mức, điện áp định mức thứ cấp ký hiệu là U2 định mức. Thì điện áp định mức phía sơ cấp là điện áp nhà sản xuất quy định để cấp nguồn vào cho máy biến áp. Còn điện áp định mức thứ cấp là điện áp hở mạch của phía thứ cấp khi mà phía sơ cấp được cấp vào điện áp định mức. Cái đại lượng định mức thứ hai đối với máy biến áp đó là dòng điện định mức. Thì dòng điện định mức là dòng điện được quy định cho dây quấn của máy biến áp với công suất và điện áp định mức. Thì dòng điện định mức nó cũng có hai giá trị là I1 định mức là dòng điện định mức phía sơ cấp và I2 định mức là dòng điện định mức phía thứ cấp. Một đại lượng định mức nữa đó là công suất định mức hay còn gọi là dung lượng của máy biến áp. Thì đối với máy biến áp lý tưởng thì công suất định mức công suất của máy biến áp sẽ tính bằng U nhân Y, công suất biểu kiến ha. Thì máy một pha thì bằng U nhân Y, U1 nhân Y1 hoặc bằng U2 Y2. Với máy 3 pha thì công suất biểu kiến nó bằng căn 3 U dây phía sơ cấp nhân Y dây phía sơ cấp hoặc là căn 3 U dây thứ cấp nhân Y dây thứ cấp. Nhưng trong thực tế thì cái máy biến áp nó có tổn hao, do đó công suất phía sơ và phía thứ nó sẽ khác nhau ha. S1 và S2 sẽ khác nhau. Và người ta lấy công suất định mức là công suất nã ra của máy biến áp. Có nghĩa là công suất định mức là công suất ứng với giá trị U2 nhân Y2. Còn gọi là S2 định S2 của máy biến áp là công suất định mức của máy biến áp. Một cái đại lượng cần quan tâm đến của máy biến áp đó là tỷ số biến áp. Thì tỷ số biến áp là tỷ số giữa điện áp phía sơ cấp chia cho điện áp phía thứ cấp. Và đồng thời nó cũng sẽ bằng với tỷ số vòng dây. N1 là số vòng dây sơ cấp chia cho N2 là số vòng dây thứ cấp. Thì đối với máy biến áp nếu cái tỷ số biến áp K này lớn hơn 1, có nghĩa là U1 lớn hơn U2 thì máy biến áp gọi là máy biến áp giảm áp. Còn nếu K này nhỏ hơn 1, có nghĩa là U1 nó nhỏ hơn U2 thì máy này gọi là máy tăng áp, nó ra nó lớn hơn nó vào. Và nếu tỷ số biến áp này bằng 1, có nghĩa là U1 bằng U2 thì máy này nó chỉ có tác dụng là cách ly giữa sơ cấp và thứ cấp, không có biến đổi điện áp. Thì tiếp theo chúng ta sẽ nói tới một số loại máy biến áp chính mà chúng ta thường gặp. Thì có một số loại máy biến áp sau. Thứ nhất đó là máy biến áp điện lực hay còn gọi là máy biến áp lực. Thì máy biến áp điện lực là các máy biến áp dùng ở trong truyền tải và phân phối điện năng trong hệ thống điện của điện lực. Thì ở các slide trước chúng ta đã
nhìn thấy rất là nhiều hình ảnh về cái máy biến áp điện lực này. Thứ hai là máy biến áp chuyên dùng, thì nó dùng cho các cái lò luyện kim và các cái thiết bị chỉnh lưu hoặc trong các cái máy biến áp hàn, vân vân. Thì các máy biến áp này đặc trưng nó cho phép dòng điện nó ra rất lớn để nung chảy kim loại trong các cái thiết bị chuyên dụng này. Thứ ba là máy biến áp tự ngẫu. Thì máy biến áp tự ngẫu chúng ta sẽ đi sâu vào chi tiết ở các cái phần sau. Thì nó cũng là một cái máy biến áp mà sử dụng để biến đổi điện áp thông thường, nhưng đặc trưng của nó giúp tiết kiệm chi phí. Thứ tư đó là máy biến áp đo lường, dùng trong đo lường trong hệ thống điện. Thì nó dùng để giảm cái giá trị điện áp và dòng điện đưa vào thiết bị đo cho phù hợp với thiết bị đo. Tại vì các hệ thống điện có thể là dòng điện và điện áp trên hệ thống nó rất là lớn, nó không, các thiết bị đo nó sẽ không có chịu được cái điện áp và dòng điện này. Thì do đó mình phải đưa qua một cái biến áp đo lường hoặc là cái máy biến dòng để đưa cái giá trị nó về cái mức phù hợp với thiết bị đo. Cái loại thứ năm là máy biến áp thí nghiệm, nó dùng ở trong các thí nghiệm điện cao áp, được chế tạo đặc biệt trong các thí nghiệm.